còn cá bự ha. Dạ. Chào tất cả bạn. Nãy giờ đánh cá tra chạy nắng quá bạn ơi. Dẹp mấy con cá tra cũng dính được mấy con. Cá tra với cá dù đếm bạn ơi. Được ấy dạ, chỉ còn đây được con dù đếm với cá tra nhỏ. Còn phía bên đây thì được ba cá tra bạn. Có con bự được gần 5 kg nha bạn. Con bự gần 5 kg, mấy con kia hai con kia phải cỡ 1 kg mấy con. Chục mì có cảm giác bạn ơi. Mà trời nắng quá thì mình chuyển sang tiết mục mình câu cá sát bạn ơi. Thẻo cá sát mình nè. Thẻo này là thẻo mua ở ngoài tiệm đồ câu nha bạn. Thẻo 5 lưỡi. Đó, rồi quýnh chì dưới nha. Chì dưới quýnh tùy theo nước chảy mạnh yếu. Này nước chảy hơi mạnh muốn chì 100. Đó, còn có cái thẻo. Thẻo mình vô cái dây nè, làm gì không giống vậy nè. Nó cái lưỡi bạn quýnh lưỡi U10 U11 chung được. Tại mình ở nhà mình không có sẵn, mình cũng làm biến đi mua. Còn cái hộp U13 quýnh đại luôn. Quýnh bằng mọi dế nha bạn. Để mình tóm cái mani vô rồi móc dế vô là mình câu được rồi bạn ơi. Con đầu tiên là con cá dứa. Con đầu tiên là con cá dứa chứ không phải cá sát nữa. Lắm. Cái này bạn ơi. Chắc này chắc cá
một con, một con. Cháo này cũng được. Đây. Một con tiếp tục. Chắc thấy hơi bị như xem nhỏ luôn. Còn bự bằng chi không? Cái càng rỡ đi cho nó an toàn. Chắc này đầu nước lớn bởi vì nước cái xác hơi nhỏ mà. Hồi nãy thì cái xác ít dính thì những cái xác bự bự quá. Giờ nước lớn là hơi nhỏ. Nhỏ hơn mấy cái xác này. Ôi ôi ôi. Cần xanh dính rồi bạn ơi, cần đỏ dính luôn kìa. Yeah.
trời sướng. Mấy con hả? Con bò hả? Con bò hả? Con bò hả? Con đây, chúng ta nằm vậy từng ký này. Nãy mới gửi cho ông chủ hết mới rồi. Nghe nè. Dạ. Rồi em mình dính 4 con luôn ơi. Nãy giờ mình dính kỷ lục nhất có 3 con rồi. Còn đó 4 lửng. Thank you.
Dưới vô đâu á, dưới vô cái mình đó cái gì vậy? Con nhỏ là dưới vô mình.
Chút bự các bạn ơi. Ngon ngon, con này ngon lắm. Trời cũng chiều bạn ơi. Hai anh em mình đánh cũng muốn hết giấy luôn rồi. Trần giấy luôn rồi. Tổng thành quả cũng được mớ bạn ơi. Kéo lên luôn đi tính. Đây, cần thủ tính. Cần thủ tính câu nhiều hơn mình câu ít hơn. Rồi, để lên luôn. Cá nhiều nha bạn. Cá sát giữ lại cá dứa bạn ơi. Cá dứa thì được số con ạ. Được mang cá dứa. Chủ yếu thì là cá sát. Có nhiều con nó bự lắm mà. Nhiều đây tầm mấy ký đó. Có cân rồi, đang cân rồi. Thôi mất công. Nhiều đây tầm cái cỡ 5 6 ký vậy. Quá phê mà. Bự có nhỏ có. Nói chung thì quá là cảm giác. Rồi chào tất cả bạn nha, các bạn xem clip qua, bạn thấy những mập đây, đăng ký kênh để xem những clip mới nhất mình nha. Chào tất cả bạn.